Công viên Thủ Lệ Vườn Bách Thú Hà Nội. Khu vui chơi, tham quan thú vị trong khuôn viên thoáng rộng ngay giữa lòng thủ đô. Sở thú ở Hà Nội là điểm đến lý tưởng cho mọi thành viên trong gia đình. Thủ đô Hà Nội nổi tiếng với những danh lam thắng cảnh nổi tiếng, món ăn đặc sản độc đáo thì không thể không nhắc đến các khu vui chơi giải trí. Trong số đó phải kể đến Vườn Bách Thú Hà Nội hay chính là Công viên Thủ Lệ. Giới thiệu chung về Vườn Bách Thú. Công viên Thủ Lệ hay còn gọi khác là Vườn Bách Thú Hà Nội là một điểm hẹn vô cùng thú vị ở thủ đô Hà Nội. Công viên Thủ Lệ rộng hơn 28 ha với hồ nước trong xanh, có diện tích lên đến 6 ha, còn lại là đất nền bố trí khu vui chơi, vườn thú. Vườn Bách Thú khởi công 19 tháng 5 năm 1975 và đến năm 1976 đã hoàn thành, và sau 2 năm thì mở cửa đón khách. Trải qua nhiều lần tu sửa lại, công viên Thủ Lệ chính thức là một trong những điểm du lịch đẹp nhất ở Hà Nội, thu hút đông đảo khách du lịch gần xa. Theo người dân truyền miệng thì ngày xưa đây là vùng đất của làng cổ Thủ Lệ, vào thời nhà Lý. Mảnh đất này có hình trái xoan oval, nhìn tựa như những giọt nước mắt, nên có lẽ cái tên Thủ Lệ xuất phát từ đây. Thủ Lệ có nghĩa là giữ lấy giọt lệ, giọt nước mắt, nên mang nét đẹp mong manh, yên bình. Đặc biệt nơi đây cũng gắn liền với sự tích thần linh lang vô cùng ly kỳ và đền Voi Phục, một trong tứ trấn của thành cổ Thăng Long vào thời xa xưa. Địa chỉ Vườn Bách Thú Hà Nội. Hiện tại công viên Thủ Lệ đang nằm ngay trên đường Bưởi, chỗ góc đường Bưởi giao với đoạn đường Kim Mã, Cầu Giấy, Đào Tấn và phố Nguyễn Văn Ngọc. Hiện tại để di chuyển đến công viên Thủ Lệ, du khách có thể vào bằng 3 cổng ở đường Bưởi, đường Kim Mã hoặc đường Nguyễn Văn Ngọc. Vì nằm cách trung tâm thành phố 5 km về phía Tây, nên du khách có thể ghé thăm Vườn Bách Thú Hà Nội bằng phương tiện cá nhân hoặc công cộng. Đối với phương tiện công cộng như xe buýt, du khách chọn xe buýt đi qua cổng công viên Thủ Lệ 9, 25, 27, 28, 32, 34, 38, 49. Đối với phương tiện cá nhân ô tô hay xe máy, du khách di chuyển theo tuyến đường Láng, Cầu Giấy, Kim Mã hoặc đường Bưởi là tới cổng khu tham quan. Khu vực cổng này có chỗ để xe rộng rãi, thuận tiện cho du khách khi bảo quản phương tiện. Giá vé và thời gian mở cửa của công viên Thủ Lệ. Vườn Bách Thú Hà Nội đã trở thành một điểm đến thú vị cho mọi lứa tuổi, từ những bạn học sinh, sinh viên cho đến những cặp đôi hay các gia đình, rồi có cả du khách từ khắp mọi miền trên đất nước lựa chọn công viên Thủ Lệ là nơi vui chơi, giải trí khi đến thăm Hà Nội. Công viên Thủ Lệ hầu như mở cửa cả tuần, thời gian mở cửa là từ 8 giờ sáng cho đến 18 giờ các ngày trong tuần. Vào mùa đông, lịch đóng cửa của công viên sẽ được linh động sớm hơn một tiếng cho đến nửa tiếng, nên bạn cần lưu ý khi đến đây chơi vào mùa đông. Giá vé để vào cửa công viên là 30.000 đồng đối với người lớn, 20.000 đồng đối với trẻ em. Giá vé có thể thay đổi tùy vào thời điểm, nhưng không lên quá cao nên bạn có thể yên tâm. Tuy nhiên, giá vé trên chưa bao gồm giá vé của các trò chơi giải trí bên trong công viên. Với không gian rộng lớn, tươi mát hòa với bầu không khí trong lành cùng với nhiều trò chơi giải trí thú vị, chắc chắn đây sẽ là một điểm đến đầy hấp dẫn cho khách du lịch, đặc biệt là đối với lứa tuổi nhỏ. Điểm hấp dẫn tại Vườn Bách Thú Hà Nội. Vườn Bách Thú được chia thành nhiều khu như khu vườn thú, khu vui chơi trẻ em, khu vui chơi dưới nước. Đối với khu vườn thú tại Thủ Lệ với nhiều loại động vật quý hiếm như các loài bò sát lưỡng cư, chim, thú. Hiện Vườn Bách Thú Hà Nội có gần 600 cá thể thuộc hơn 100 loài, bao gồm 5 loài bò sát lưỡng cư, 40 loài cá nước mặn, 35 loài thú, 50 loài chim. Vườn thú tại công viên Thủ Lệ có hơn 40 loại quý hiếm nằm trong sách đỏ Việt Nam, ví dụ như beo lửa, hổ đông dương, báo hoa mai, báo gấm, gà lôi lam đuôi trắng, cá cóc tam đảo, chim chỉ. Ngoài ra, trong vườn thú còn có nhiều loài mang ý nghĩa lịch sử sâu sắc như một đôi sếu Nhật Bản, là quà tặng của Thủ tướng Kim Nhật Thành gửi tới Bác Hồ năm 1960. Một đôi chăn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp gửi tặng vườn thú. Cây mực và cá sấu của Trung tướng Tư lệnh Bộ đội Trường Sơn, Đinh Đức Thiện gửi tặng tới vườn thú.
Nai Viêng Chăn của Thủ tướng Phạm Văn Đồng gửi tặng vườn thú. Khi đến với vườn Bách Thú Hà Nội, khách du lịch có thể tham quan khu bò sát. Ở khu này sẽ có các loài như cá sấu, kỳ đà, rắn, chăn. Khu bò sát có vị trí nằm ngay trên một gò đất cao có hồ nước, nên bạn có thể dễ dàng quan sát hơn. Tiếp sau khu bò sát, bạn sẽ đến với khu chim, nơi đây có vô số loài chim như khứu, họa mi, sáo, công, hạc, cò, trĩ, uyên ương, xếu. Khu chim này có diện tích khá lớn, chạy dài đến tận đền Voi Phục. Tiếp sau khu chim, sẽ đến khu thú. Khi đến đây, du khách sẽ có dịp tận mắt nhìn thấy rất nhiều loài thú dữ ở khoảng cách rất gần, như sư tử, báo, hổ, gấu. Những loài thú này được nuôi trong hệ thống chuồng, với thiết kế mô phỏng giống với các hang động tự nhiên, nên loài thú có thể dễ dàng thích nghi. Tham gia các trò chơi hấp dẫn. Không chỉ có vườn thú, những khu vui chơi trong sở thú ở Hà Nội cũng thu hút nhiều người ghé đến. Các bạn nhỏ thì được bố mẹ cho đến chơi ở khu cho thuê xe ô tô tự lái, hay ngồi trên đoàn tàu lửa chạy vòng quanh với cảm giác vừa sợ vừa thích. Vườn Bách Thú Hà Nội xây dựng khu vui chơi trẻ em với các trò chơi độc đáo như tàu điện, đu quay, nhà bóng, các khu tô vẽ tượng, chơi tranh cát, khu vực chiếu phim 5D, 6D cũng là địa điểm vui chơi thú vị cho những bạn nào ưa mạo hiểm, cảm giác mạnh. Không gian vui chơi dưới nước với các trò chơi hấp dẫn như đạp vịt, bong bóng nước mang đến cho mọi người trải nghiệm đáng nhớ. Tham quan đền Voi Phục. Đến sở thú ở Hà Nội bạn cũng đừng quên ghé đền Voi Phục, nơi thờ vị thần cai quản phía tây thành Linh Lang. Đây cũng được biết đến là một trong tứ trấn của thời Thăng Long cổ xưa với dáng vẻ uy nghi và cổ kính. Bên trong đền nhuốm màu rêu phong được làm bằng gỗ, có tượng Voi Phục, giếng bán nguyệt, sân tiền đường, hậu đường, ngựa tế hồng. Hàng năm người dân lại tổ chức lễ hội để tưởng nhớ đến ông và những công lao to lớn mà ông đã cống hiến cho nhà vua và nhân dân. Lễ hội Hà Nội này được tổ chức vào 3 ngày, từ mùng 9 đến 11 tháng 2 âm lịch hàng năm với không khí sôi động. Lưu ý khi đến vườn Bách Thú Hà Nội. Đối với du khách trong và ngoài nước khi ghé thăm công viên Thủ Lệ, nên lựa chọn trang phục thoải mái để thuận cho quá trình di chuyển. Ngoài ra, bạn đừng quên những lưu ý nhỏ dưới đây nhé. Bạn nên mang theo quạt cầm tay hoặc quạt giấy khi đến công viên vào mùa hè. Bạn nên mang theo cả nước uống, đồ ăn nhẹ theo vì đôi khi mua hàng trong công viên sẽ đắt hơn đồ bên ngoài. Bạn không nên tham quan công viên vào dịp lễ bởi những ngày này, lượng khách rất đông nên tình trạng chen chúc, lấn nhau. Điều này có thể ảnh hưởng đến tâm trạng và cảm xúc của các thành viên trong quá trình tham quan. Khi tới những khu đông đúc người nên chú ý ba lo, túi sách bên mình để tránh bị kẻ xấu lợi dụng móc túi. Đặc biệt bạn phải luôn chú ý để mắt tới con nhỏ, khi có con nhỏ đi cùng để tránh bị lạc hoặc khi trẻ tham gia các trò chơi.